Chấp dấu thoắn kỵ sĩ. Chất liệu đã được trang bị thêm 4 lộ kỹ năng phụ trợ lại không thể tiếp tục cắt đứt cơ thể của nó. Vẫn may có phải giáp của thánh kỵ sĩ bảo vệ, nếu không xương cốt đều đã tan rồi. Mày có lần giao thủ này để mình biết được nên làm thế nào rồi cũng không phải vô ích. Ngọn giáo chiến thắng. Ngọn giáo chiến thắng level 3 cấp sư. Ném một ngọn giáo chứa thần lực vào phía kẻ địch, người bị trúng sẽ chịu sức sát thương rất lớn. Bilibala, ngẫu đầu phương này rất mạnh, thở chất và năng lượng đều ở trên mình, muốn dùng năng lượng phá hủy nó là không thể nào. Phần lớn mọi người đều sẽ lựa chọn cách cắn dây thả diều để giết nó, nhưng làm như thế sẽ khiến bản thân không giành được hạng nhất rồi. Mục đích của cuộc thi tiếng người tuyệt đối không thể để học sinh rơi vào bẫy chết người, vì thế nhất định phải có cách giải quyết khác. Mình và ngẫu đầu vương giao thủ trong tích tắc đã cảm thấy thuộc tính nhanh nhẹn của nó có chút thấp. Nếu nhanh chóng công kích nó từ nhiều góc độ thì nó sẽ càng khó được đánh. Cảnh cáo, ma lực đang giảm thấp, hãy mau bổ sung ma lực. Ngoài việc thiếu nhanh nhẹn, ngẫu đầu vương còn một nhược điểm khác, tính kháng cự. Tính nhẫn nại và giá trị sinh mệnh của ngẫu đầu vương rất cao, nhưng lúc tấn công dễ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tác dụng phụ và bị thương. Vì thế, mình bắt buộc phải nhiều lần sử dụng kỹ năng có hiệu quả sát thương cao để tấn công nó trong thời gian ngắn. Cơ hội tốt. Cảnh báo, mã lực đã giảm rất thấp, hãy mau bổ sung mã lực. Nhưng như thế cảm xúc thật là chặt thời gian và tồn sức sử dụng kỹ năng. Nếu không, trước khi giết được ngâu đầu vương, mình sẽ mất đi tư cách thi tiếp do hết ma lực. Muốn dùng chiêu lớn sao? Đáng tiếc, không còn thời gian nữa. Chúc mừng vượt qua rừng sâu, u ám bản phụ các ác mộng. Thời gian qua ải 9 phút 24 giây. Thành tích của bạn đã được ghi nhận. Cửa của bạn được đánh giá là cấp SSSS. Chúc mừng bạn đã nhận được nhận định là người đứng đầy trong kỷ lục vượt ải trong phá bản. Người đứng đầu trong phần kỷ lục vượt ải thế nào là quyết định mình chính là trở ngay trong kỳ thi của tỉnh Tô Hàn rồi. Quá tốt rồi, mình làm được rồi. Năm vừa sinh tới, mẹ cháu bị bệnh, em gái bị bệnh nặng, nợ nần rất nhiều, chỉ vì chữa bệnh của Tiểu Vân. Mọi thứ đều ép mình tới mức không thể thở được, chi phí chữa trị, điểm thuộc tính thấp, thiên phú thấp. Cho dù ở trong hoàn cảnh vất vả, mình cũng không lựa chọn bỏ cuộc. Không có cách nào mà tăng điểm thuộc tính, vậy thì liều mạng luyện tập những kỹ năng chiến đấu, bồi dưỡng ý chí chiến đấu. Khi hệ thống xuất hiện cho mình cơ hội đổi đời, nhưng vẫn mệnh lại nằm trong tay. Mình bắt buộc phải nắm bắt cơ hội, nỗ lực hơn người khác. Ngã tâm như một, không được lung lay. Nên trở về rồi. Chúc mừng nhận được 5212 điểm kinh nghiệm, hỏng điểm thuộc tính tự do, hỏng điểm kỹ năng.
Thần cấp 11, thần cấp 12, thần cấp 13. Chúc mừng nhận được thắt lưng rừng sâu, thuộc tính thợ cho con người, sức mạnh cộng 7. Yêu cầu cấp bậc cấp 10, hiệu quả trang bị trong trận chiến trong rừng. Có thể dựa vào thợ cho của bản thân, để nhận được boost gia tăng liên tục. Tốc độ hồi phục sinh mệnh nhiều nhất là 3 sao. Tốc độ hồi phục thể lực là 3 sao. Tốc độ hồi phục ma lực là 3. Chúc mừng nhận được nhẫn rừng sâu thuộc tính nhanh nhẹn cộng 8, yêu quy cộng 10, yêu cầu cấp bậc cấp 10, hiệu quả trang bị trong trận chiến trong rừng. Có thể dựa vào thể chất của bản thân để nhận được boost gia tăng liên tục. Tốc độ hồi phục sinh mệnh nhiều nhất là 3 sao. Tốc độ hồi phục thể lực là 3 sao. Tốc độ hồi phục ma lực là 3. Vật phẩm dấu tầm 10. Chú ý, sau khi sử dụng có thể hồi phục một lượng ma lực nhất định. Vật phẩm 1. Một thẻ ngưu đầu vương cấp hồn kim, chú ý dùng kèm với tài liệu ma, sau khi thành công có thể cộng 20 sức mạnh trang bị. Hỗn nguyên bạn học Chu quay về rồi, tôi yêu cầu chú học trưởng, cậu chính là thần trong mắt tôi. Chú học trưởng á, ngầu quá, nghĩ ca mạnh quá à, nghĩ thần, nghĩ thần, nghĩ thần. Mười phút một mình qua ải của bản phụ ác mộng. Học viện số 2 thành lập trường học 1.100 năm nay, chú từng có được vinh quang như thế. Với kinh nghiệm nghiên cứu bao nhiêu năm của tôi, chú nghĩ hoàn toàn có thể trở thành trạng nguyên tỉnh Tô Hàn. Tương lai rất là đáng kỳ vọng. Thầy quá khen rồi. Xe của ai thế? Sao lại trực tiếp xông vào hội trường rồi? Rồi má, để không phải là mấy cái ma pháp S400 có thể chuyển sang chế độ bay sao? Chính là bất cứ chiếc xe nào đều phải cúi đầu trước nó. S400 sao? Đúng ạ, chính là nó. Nhanh nhất 3 ngày sau sẽ có hết thành tích. Tới lúc đó chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Xin cảm ơn cho nhiệm giả. Trả vờ nghỉ ngơi cho tốt á, chờ tin tức tốt của chúng tôi. Lần trước đã bàn qua là Triệu Vân Y cũng nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình. Tiểu Vân vẫn đã được sắp xếp vào phòng y tá sang trọng nhất ở trong bệnh viện. Đội ngũ chuyên nghiệp trong đêm suốt 24 giờ quan sát bệnh tình của em ấy. Triệu tiên sinh, con tới rồi. Tôi tới thăm Tiểu Vân, tôi có tin tốt muốn nói với em ấy. Nghe nói hôm nay cậu thi thành tích nhất định rất tốt đó. Kỳ lạ quá, hôm nay sao lại lạnh thế này? Điều hòa mở quá thấp rồi sao? Đó là thinh tới tầng 26 rồi. Đây, đây, đây là chuyện gì thế? Tiểu Vân, Chu Tiên. Tiểu Vân,